Nàng dâu phát hiện ra sự thật kinh ngạc chuyện ân oán mẹ chồng nàng dâu từ xưa tới nay chưa có hồi kết. Ai cũng không thể lý giải rõ ràng vì sao trong loại mối quan hệ này lại có nhiều ân oán đến vậy. Xưa ở một làng kia, có một gia đình gồm hai vợ chồng sống với ba mẹ chồng cùng hai đứa con. Họ đều là những người thuận phát, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Vốn dĩ, họ có thể chung sống hòa thuận, hạnh phúc bên nhau, nhưng người mẹ không hiểu vì cớ gì, lại không thể yêu quý nàng dâu. Ngay cả khi cô đã xin cho gia đình bà hai đứa cháu khôi ngô, kháu khỉnh và hết lòng vì con trai bà. Vì vậy, nội tình nhà họ hết sức lục đục và căng thẳng, nỗi căm ghét của bà với nàng dâu cứ ngấm ngầm năm này qua tháng khác. Ngay từ những ngày đầu nàng dâu mới bước về nhà chồng, bà đã để ý, soi mói từng hành vi, cử chỉ của nàng. Chỉ cần nàng có hành động không đúng ý bà là bà sẵn sàng la mắng, thậm chí đánh đập. Đã nhiều lần, nàng khóc lóc, tâm sự với chồng, hy vọng chàng nghĩ ra cách nào đó để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp hơn, hay chí ít thì cũng để mẹ chồng thôi không ác cảm với nàng nữa. Chồng nàng vốn là người rất hiếu thảo, cũng hết mực yêu thương vợ con, nên anh ta rất khó xử. Biết mẹ mình đã thủ tiết bao nhiêu năm, ở vậy nuôi chàng lớn khôn, nên dù biết vợ mình hay bị mẹ bắt bẻ vô cớ, nhưng chàng chỉ biết khuyên vợ nhẫn nhịn, chịu oan. Nghe theo lời chồng, nàng dâu đành ngậm ngùi, tiếp tục chịu đựng những lời mắng mỏ vô lý và sự độc đoán, ác nghiệt của mẹ chồng. Năm tháng trôi qua, mâu thuẫn ngày một tăng lên, cho đến một hôm, sức chịu đựng của nàng dâu đã không còn tiếp tục được nữa, đó là khi mà bà mẹ chồng muốn lấy vợ lẽ cho chồng của nàng. Lý do đơn giản chỉ vì bà muốn cưu mang con gái của một người quen cũ. Nàng dâu cảm thấy rất ấm ức vì một chuyện lớn như vậy, nhưng mẹ chồng không hề bàn bạc với hai vợ chồng nàng, mà chỉ một mình đơn phương đưa ra quyết định. Chồng nàng mới đầu ra sức phản đối, nhưng trước sự cương quyết của mẹ, nên cuối cùng anh ta cũng phải cúi đầu nghe theo. Cả hai vợ chồng đều hết sức đau khổ trước quyết định của mẹ, nhất là nàng, cứ nghĩ đến cảnh phải chia sẻ chồng mình với người khác, là nàng cảm thấy ruột gan như bị xé nát. Cuối cùng, vì không chịu được sự thống khổ này, nàng nảy ra một ý định. Nàng nghĩ, nếu mẹ chồng không còn sống, thì hôn sự này cũng không thể thành được. Nàng tìm đến một thầy thuốc có tiếng trong làng, hỏi mua loại thuốc độc nào có thể khiến người ta chết không đau đớn, và cũng không thể bị ai phát hiện là chết do bị hạ độc. Thầy thuốc gặng hỏi nguyên do, tại sao nàng muốn mua loại thuốc này. Ban đầu, nàng từ chối trả lời, nhưng sau, trước sự chân tình hỏi han của ông, nàng không cầm được lòng, liền kể hết ra nỗi khổ tâm của mình. Vị thầy thuốc tỏ ra rất thông cảm, ông đưa cho nàng một gói thuốc và dặn rằng, con đem thuốc này về trộn với thức ăn cho mẹ chồng, 30 ngày sau thuốc sẽ có công hiệu. Để tránh mẹ chồng và mọi người nghi ngờ, con không những phải nhẫn nhịn, mà còn phải đối xử thật tốt với bà ấy. Nàng cầm gói thuốc về nhà, trong đầu nghĩ rằng, chỉ 30 ngày nữa, mọi nỗi đau khổ của mình sẽ chấm dứt, nên trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Trưa hôm ấy, nàng vào bếp và nấu một bữa thật ngon, toàn những món mẹ chồng thích. Xong xuôi, nàng đổ gói thuốc độc vào thức ăn. Lúc đó, lòng nàng cũng giằng xé ghê gớm. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh chồng mình ân ái với người con gái khác, là nàng lại thêm quyết tâm hạ độc mẹ chồng mình. Nhớ lời thầy thuốc để tránh bị nghi ngờ. Ngoài việc nhẫn nhịn những hành vi trách móc của mẹ chồng, nàng còn mạnh dạn hỏi han ân cần, chăm sóc chu đáo, chứ không như mọi lần, chỉ lầm lũi làm mọi việc với thái độ bất mãn trong lòng, cũng như trên gương mặt. Trong khoảng thời gian này, bất cứ khi nào rảnh rỗi, nàng đều chủ động tìm cách tâm tình với bà. Dù lúc đầu, mẹ chồng tỏ ý né tránh, giữ khoảng cách với nàng, nhưng người già vốn thích được hỏi han, tâm tình, nên dần dần, bà cũng mở lòng hơn với nàng. Trong bữa ăn, mỗi khi bà tỏ ý không thích hay đòi hỏi món nào, nàng lập tức đi nấu và dâng lên mẹ chồng một cách rất chu đáo, lễ phép. Nàng thậm chí còn mua nữ trang hay những loại vải bà thích về biếu mẹ chồng. Lúc đầu, bà chê bai, thậm chí vứt trả, nhưng nàng nén giận, nghĩ rằng nhờ mà tức lên, tỏ thái độ, thì không bao lâu nữa bà chết, mọi người sẽ nghi ngờ mình. Nên nàng cố tỏ ra không hề tự ái, nhặt đồ lên, đem đi đổi cho tới khi bà thích mới thôi. Mọi người xung quanh ai cũng rất ngạc nhiên về sự thay đổi của nàng dâu. Sự quan tâm, ân cần, không hề động lại một nét bất mãn của nàng, khiến mẹ chồng không còn cảm thấy căm ghét nàng nữa. Sau nhiều ngày trôi qua, bà nhận thấy mình thật vô lý, bà bắt đầu đối xử với con dâu nhẹ nhàng và chân tình hơn. Đến ngày thứ nàng dâu hạ độc, ba mẹ chồng không biết sao cảm thấy đau nhức dữ dội ở chân, nàng nghĩ rằng thuốc bắt đầu có tác dụng. Nhưng thay vì mừng, nàng dâu lại cảm thấy áy náy và lo sợ. Nàng dành thời gian chăm sóc bà hết mực,
không quản ngày đêm xoa bóp, nấu lá thuốc đắp chân cho bà. Đến khi mệt nhoài, nàng lăn ra ngủ thiếp đi. Nàng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, nàng thấy lại kiếp trước của mình và thấy được nguyên nhân mối ân oán giữa nàng và mẹ chồng. Lúc đó, nàng là vợ cả và mẹ chồng là vợ lẽ trong một gia đình khá giả, quyền thế, còn chồng nàng hiện tại cũng chính là người chồng của nàng kiếp trước. Nàng là vợ cả mà không sinh được con trai nên bị thất sủng, trong khi đó, người vợ lẽ giờ là mẹ chồng, duyên dáng, xinh đẹp lại sinh được con trai nối dõi nên được lòng của cả gia đình. Vì lòng ganh ghét, đố kỵ, ngán ngẩm số phận bạc bẽo của mình nên nàng trút mọi oán giận, bực tức trong lòng lên người vợ lẽ. Hết lần này đến lần khác trong suốt một thời gian dài, nàng tìm đủ cách nhục mạ, đánh đập cô ta một cách tàn nhẫn. Giấc mơ ấy thật đến nỗi, khi tỉnh giấc, nàng hiểu ngay ra rằng, đây là thần Phật muốn cho nàng hiểu lý do mà mẹ chồng vô cớ lại ghét mình đến vậy. Nàng thấy mình thật ác độc, cả kiếp trước lẫn kiếp này, duyên nợ quá khứ chưa hoàn trả, lại tiếp tục tạo ác nghiệp trong hiện tại. Nàng thấy dây dứt không nguôi và quyết định dừng ngay âm mưu hãm hại mẹ chồng. Hôm đó, tranh thủ lúc mẹ chồng đang say giấc, nàng vội chạy tìm đến vị thầy thuốc van xin ông. Xin hãy cho con một liều thuốc giải độc, con không muốn giết mẹ chồng nữa, con đã hiểu được mối nhân duyên giữa con với bà ấy. Hiện giờ, mối quan hệ giữa hai mẹ con cũng tốt hơn rồi, con thực sự thấy thương bà ấy, xin ông giúp con một liều thuốc giải, con không muốn bà ấy chết. Nói rồi nàng kể lại giấc mơ cho thầy thuốc nghe. Ông mỉm cười trấn an nàng, ta biết sẽ có ngày con quay lại đây tìm ta. Con yên tâm, thuốc mà ta đưa cho con không phải thuốc độc, chỉ là chút thuốc bổ cho người già thôi. Nàng dâu vô cùng bất ngờ, chưa kịp nói gì thì ông tiếp lời, con thấy đấy, mọi chuyện trên đời đều có nhân duyên, không chỉ ở kiếp này mà còn bắt nguồn từ những kiếp trước nữa. Dù là ác duyên hay thiện duyên, con cứ đem lòng tốt của mình mà đối đãi thì đều có thể biến ác thành thiện, biến dữ thành lành. Nàng nghe xong bật khóc nức nở, hiểu ra được một lẽ sống mà trước giờ mình không hề biết. Khi trở về nhà, nhìn thấy mẹ chồng đang yên lặng nằm trên giường, nàng cảm thấy xấu hổ và tự nhủ phải bù đắp nhiều hơn cho bà, không nên có thái độ phản ứng trái ý mẹ chồng nữa. Nàng bước đến, cũng là lúc bà tỉnh dậy, mở rộng đôi mắt nhìn nàng dâu. Nàng khẽ khàng hỏi thăm bà, rồi ngập ngừng nói, việc mẹ muốn cưới vợ lẽ cho chồng con xin đồng ý. Mẹ cần chuẩn bị sính lễ ra sao, xin cho con biết để con lo liệu giúp mẹ. Nghe thấy con dâu nói vậy, bà ngạc nhiên hỏi, con dâu, thật con không phản đối nữa sao? Con thật tình đồng ý sao? Vâng, thưa mẹ. Giọng bà trầm xuống, thực ra thì mẹ đã từ chối người ta rồi. Mẹ cũng không hiểu vì sao trước đây mình lại có ý định đó. Gia đình ta đang êm ấm, cũng không cần thêm ai nữa. Mẹ thật làm cho con thiệt thòi rồi. Nghe thấy vậy, nàng bắt đầu khóc, chưa bao giờ cô thấy mình được yêu thương và hạnh phúc đến thế. Sự oán hận, trả thù, chưa bao giờ là phương thuốc trị được mâu thuẫn và thù hằn cá nhân. Sự độ lượng và lòng tốt mới là lối thoát cho những hiểu lầm và mâu thuẫn. Mọi sự trên đời đều có nhân quả, kể cả những điều nghịch ý, trái lòng đều có nguyên do. Nhân duyên người với người không thể chỉ nhìn trên bề mặt kiếp này mà lý giải được. Nhưng dù tình hình có xấu như thế nào, cũng đều có thể dùng lòng tốt mà hóa giải được hết. Trả thù và oán trách chỉ làm cho sự tình xấu càng thêm xấu mà thôi. Ha ha ha, 问什么的说。